27 tây tháng 3 2022. Đám tang chú này tên gì chị? Phạm Anh Tuấn. Phạm Anh Tuấn ở xã Tân Mỹ Chánh thì ở phường 9 ha. Em Phượng Hoàng gửi trợ duyên 500.000. Cảm ơn em nhiều Phượng Hoàng. Cảm ơn Phượng Hoàng nhiều. Rồi bye bye em. Rồi số đó bắt đầu rồi. Nó kêu tụi chị cũng ráng cho 4,5 triệu siêu. Cảm ơn chị Bông đã luôn giúp đỡ bà con đăng bài để trợ duyên. Đây. Đám tang chú này tên gì chị? Phạm Anh Tuấn. Phạm Anh Tuấn ở xã Tân Mỹ Chánh thì ở phường 9 ha. Em Phượng Hoàng gửi trợ duyên 500.000. Cảm ơn em nhiều Phượng Hoàng. Cảm ơn Phượng Hoàng nhiều. Rồi bye bye em. Rồi số đó bắt đầu rồi.
Cảm ơn chị Bông đã luôn giúp đỡ bà con đăng bài để trợ duyên. Đây. Mệt quá. Làm gì vậy? Hãy subscribe.